tay mình đã rời khỏi khu vực The Villa. Sau khi đã ăn trưa một tô bún bò khá ngon, lúc này đang giữa trưa nha các bạn, nên ngoài đường rất là vắng vẻ luôn. Con đường Nguyễn Văn Hưởng này, nếu mà trên bản đồ thì sẽ có một cái đường cong bọc theo cái mé sông của phường Thảo Điền này. Ở đây có một cái trường quốc tế. Tế này cái trụ sở nằm ở hai bên đường luôn, cho nên là nó có xây một cái đường đi bộ như các bạn thấy. Lúc này là đang ở trên đường Thảo Điền các bạn. Các con đường ở đây thì rất là nhiều quán ăn với thực đơn là các món ăn của nước ngoài. Nếu ai có ý định muốn ăn thử các món ăn ở trên thế giới thì có lẽ chỉ cần đi vào cái đi vào phường Thảo Điền này thì các bạn sẽ rất là dễ dàng tìm được rất là nhiều quán của rất là nhiều nước trên thế giới. Sài Gòn sẽ rẽ phải vào đường Xuân Thủy, một con đường cũng rất là đông đúc, rất là nhiều hàng quán của phường Thảo Điền này. Đây là khu vực rất là nhiều người nước ngoài sinh sống, nên là bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều hình ảnh người nước ngoài chạy xe máy bên khu vực này và sinh hoạt rất là giống người Việt Nam. Ở những khu vực như là Phố Tây ở quận 1 thì chúng ta chỉ có thể bắt gặp những người nước ngoài là khách du lịch. Ở tại đây thì chúng ta có thể thấy được là
những người nước ngoài sinh sống và làm việc giống như người Việt Nam mình. Thì lúc này Nam Sài Gòn đã ở trên đường Quốc Hương và sẽ chuẩn bị rời khỏi khu vực phường Thảo Điền. Và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi video về những hình ảnh ở bên khu vực phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye. Hôm nay nắng Sài Gòn tiếp tục lại qua khu vực Thảo Điền, quận 2. Đi quay thêm một số hình ảnh ở bên này nha. Mọi người đi cùng với nắng Sài Gòn nha. Ở đây có một cái ngôi chợ truyền thống. Có lẽ là chợ Thảo Điền. Ở truyền thống thì cũng như các ngôi chợ khác có cái cách bài trí quầy hàng như thế này, và với đầy đủ các mặt hàng tươi sống, đồ gia dụng, rau củ quả. Con đường Xuân Thủy là một con đường rất là sầm uất của khu vực Thảo Điền. Tuy nhiên con đường này thì khá hẹp. Như các bạn thấy, bề ngang chỉ khoảng 8 mét bề ngang. Đây có một cái tiệm đậu, bún đậu, mắm tôm, thương hiệu đậu Homemade. Đây là một cái thương hiệu có nhượng quyền ở thành phố Hồ Chí Minh, với là khoảng hơn 10 cửa hàng, 10 nhà hàng bún đậu mắm tôm ở khắp thành phố Hồ Chí Minh. Đây một cái cửa hàng bán thức ăn của Argentina. Trên con đường Xuân Thủy này, như các bạn thấy, rất là nhiều các nhà hàng quán ăn, quán cà phê phục vụ ẩm thực từ tất cả rất là nhiều nước trên thế giới và rất là nhiều vùng miền ở trong đất nước Việt Nam, như các dịch vụ về spa cũng rất là nhiều.